Xin kính chào các bác anh, các chị rất là thân mến Chào mừng quý vị chúng ta trở lại với chương trình uh, khám phá đời sống cầu nguyện của Trung tâm Mục vụ Đa minh tại Houston Tôi là Linh Mục Phê -rô Phạm Duy Khánh Xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, trong số trước chúng ta đã cùng tìm hiểu là vậy thì sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện của chúng ta có những cái lợi ích gì Và tới đây thì cũng nhiều người cũng đặt câu hỏi là Vậy thì làm sao? chúng ta có thể sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó, thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ khám phá trong ngày hôm nay. Và để bắt đầu, xin kính mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng với nhau đây. Chúng ta xin Đức Mẹ hiện diện với chúng ta, soi sáng và chuyển cầu cho chúng ta trong giờ học này với kinh kính mừng. Kinh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính thưa quý vị, làm thế nào để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa? Một cái câu trả lời rất rõ ràng đó là cầu nguyện. Đó là cầu nguyện chúng ta cầu nguyện thì nó có hai dạng. Thứ nhất đó là cầu nguyện cá nhân. Và đấy là cái điều mà Đức Thánh Cha Phan Xích Cô trong khi mà mở ra năm nay năm 2024 là năm cầu nguyện cũng đã khích lệ mỗi người trong chúng ta. Quả thực rằng là nếu chúng ta có cái cơ hội chúng ta nhìn qua cái uh, thời khóa biểu cũng như là cái cách mà các con người thời đại này hoạt động trong suốt một ngày chúng ta sẽ thấy phần nhiều cái thời gian của họ phần nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi mà đi làm về đó sau khi mà làm việc phần nhiều họ đó là họ uh, sử dụng những cái phương tiện truyền thông đại chúng họ sử dụng những cái phương tiện của khoa học kỹ thuật như là facebook instagram này kia tất cả các kiểu rồi xem phim rồi uh, chơi bời ăn uống làm nhiều một câu hỏi đặt ra cho chúng ta rằng là một ngày chúng ta dành cho chúa bao nhiêu phút con, con thiết nghĩ rằng là cái thời gian đó nó rất là ngắn rất là ngắn trong một ngày vậy nên kính thưa quý ông bà và anh chị em thiết nghĩ chúng ta cần khôi phục lại một cái thái độ sống thái độ sống trong cái tâm tình cầu nguyện của mình dĩ nhiên mình làm mình cứ làm mình ăn mình cứ ăn mình chơi mình cứ chơi nhưng hãy nối những cái làm cái ăn và cái chơi đó trong cái sự hiện diện của chúa bằng việc mà chúng ta dâng những cái lời nguyện ngắn bằng việc mà chúng ta ý thức được rằng chúng ta như là một đứa trẻ chơi ở sân chơi và nó ý thức được rằng bố nó đang ngồi kia mẹ nó đang ngồi kia đang nhìn nó và nó chơi nó cũng lâu lâu nó nhìn bố nó mẹ nó rồi bên cạnh cái việc mà cầu nguyện cá nhân như vậy chúng ta cũng được mời gọi là tham gia vào những cái cầu nguyện chung cầu nguyện chung của cộng đoàn và ở cái điểm này Kính thưa quý cô bác anh chị tôi phải gọi là um, khích lệ quý cô bác anh chị về những cái giờ đọc kinh trước thánh lễ à chúng ta đi tham dự thánh lễ chủ nhật rồi tham dự thánh lễ hàng ngày điều đó là tốt điều đó rất là tốt lành thế nhưng mà uh, nhiều người trong chúng ta cứ cố làm sao Ví dụ như 6 giờ 6 giờ chiều là lễ thì mình chỉ đến gọi là 6 giờ thứ năm thôi đến sớm thì chăng nữa thì ngồi ngoài xe mở radio để nghe radio nó nó nói chuyện. mình bỏ quên luôn những cái giờ cầu nguyện chung của cả cộng đoàn. đó. mình đi đến tham dự lễ là mình đi vào thì cha đi ra, và cha đi vào thì mình cũng đi ra. mình giới hạn mình ở trong cái lúc mà đoàn rước nhập lễ hoặc đoàn rước kết lễ. Còn những cái giờ kinh chung của cộng đoàn khi cộng đoàn cùng quy tụ nhau để đọc kinh bân côi, để cầu nguyện cho những một người trong giáo xứ mới qua đời, để làm để cầu nguyện trong những cái ý chỉ này ý chỉ kia mình bỏ luôn. Còn tôi thì tôi thấy là ngay như là trong số những người gọi là đi lễ nhà dòng cũng thế thôi. Ra như tôi có cảm giác có những người chủ trương à hay là ở một số giáo xứ Uh, có việc mà phối hợp kinh sáng hay kinh chiều trong thánh lễ thì tôi thấy rằng là có những người ra như thôi là họ có quan điểm dù rằng là tôi 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 chưa hỏi nhưng mà tôi có cảm giác họ có quan điểm rằng là cái phần đọc kinh ấy không thuộc về thánh lễ phần đọc kinh sáng hoặc là kinh chiều đó không thuộc về thánh lễ cho nên rằng là họ chỉ bước vào nhà thờ đó, cái lúc mà cha bắt đầu đọc cái lời nguyện nhập lễ à nhưng mà không những cái giờ cầu nguyện chung của cả cộng đoàn đó rất quan trọng rất quan trọng và nó giúp cho chúng ta chuẩn bị tâm hồn sống trong cái sự hiện diện của thiên chúa rồi một cái điều thứ hai làm thế nào để sống trong sự hiện diện của thiên chúa chúng ta cũng được ngồi gọi suy niệm lời chúa mỗi ngày chúng ta đọc một cái trích đoạn kinh thánh đó có nhiều người trong anh chị em tôi biết rằng là cũng uh, rảnh lắm <laughs> rảnh lắm hiểu theo nghĩa rằng là mỗi ngày uh, gọi là copy một trích đoạn uh, kinh thánh gửi cho người này người kia rất tốt lành nhưng mà cái khổ rằng là người nhận được có đọc hay không có đọc hay không đó thì nếu mỗi ngày mình dành ít phút để mà mình đọc cái đoạn lời chúa trong ngày hôm đó mình suy niệm một chút vài gợi ý thì quá là tuyệt vời. Rồi bên cạnh đó để có thể hiểu được thì chúng ta phải học, học kinh thánh. Người Việt của chúng ta nó có một cái cái kém dỗ là làm thì rất hăng hái. Nhưng mà học thì 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 thua, không ai muốn học cả. Nhất là kinh thánh. Chúng ta khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa, mình mình thấy nó mệt mỏi. Mình thấy nó mệt mỏi và như thế chúng ta sẽ không thể nào hiểu sâu hơn như thánh cách nói của thánh Hieronymo không biết kinh thánh là không biết đức Kitô Điều thứ ba đó là hãy tham gia vào các hoạt động của giáo hội các hoạt động của giáo hội thì chúng ta có thể liệt kê đây những khóa tĩnh tâm những khóa thường huấn mở ra chỗ này chỗ kia hay là mùa chay mùa vọng đó để cho cộng đoàn chúng ta đến để nghe các cha giảng thuyết giúp cho chúng ta lắng đọng tâm hồn để sống gọi là thấy rằng là có cái điều gì không hay không phải thì chúng ta chỉnh sửa. Tôi kinh nghiệm rằng là rất là nhiều anh chị em và mùa vọng mùa chay chẳng hạn. Thường thì các sứ đạo ở bên Hoa Kỳ này thì họ sẽ phối hợp luôn và vừa giảng tĩnh tâm vừa giải tội à giải tội rất đông nhưng mà đi nghe tĩnh tâm thì rất là lèo tèo <laughs> lạ vậy bảo các cha đến giảng tĩnh tâm thì đi lèo tèo lắm nhưng mà sau khi mà giảng tĩnh tâm các cha ngồi tòa thì bắt đầu là rồng rắn kéo nhau tới lúc bây giờ mới kéo nhau tới và cái điều này là cái điều tôi thấy là nó nó là một cái sự gọi là thua thiệt cho mình trong khi các cha đến giáo sứ đến cộng đoàn giúp chúng ta hồi tâm để giúp chúng ta sống sát hơn với lời Chúa, sống sát hơn với thánh ý của Thiên Chúa thì chúng ta lại xem thường. Đó, cho nên là, là cố gắng, quý ông bà và anh chị em mình khao khát. Đó, không phải là ai cũng có uh, khả năng để giảng thuyết. Đó, ngay như bản thân con đây là con thấy là nó không có khả năng giảng thuyết. Nhưng mà con đến một cái nơi nào đó thì con phải chuẩn bị rất là công phu và suy nghĩ để mình muốn trao tặng một cái điều gì đó cho anh chị em của mình ấy vậy mà đến thì nó lèo tèo vài người thì nó cũng buồn. <laughs> rồi uh, bên cạnh cái việc mà chúng ta tham dự những cái khóa tĩnh tâm như vậy thì chúng ta cũng tham dự những cái việc mà phục vụ cộng đoàn, những cái nhóm thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, những người mà lau nhà thờ đấy, đó, những người mà giúp cho người già. Rồi có tôi biết rằng là có những cái bà cụ già, gọi là bà cũng già đấy, nó cũng ngoài bảy mươi rồi. Nhưng mà cái job của bà là bà đi lễ, bà đi hội họp và bà chở hết các bà. <laughs> bà lấy xe, bà vẫn lái xe được. Cho nên là bà đi bà chở 4 năm bà, ấy, nhét đầy xe của bà, bà chở đến nhà thờ. Tí nữa lễ xong bà lại đi bà trả như vậy. Thì đấy là những cái hoạt động mà tôi thấy rằng là xuyên qua nó chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong đời sống của mình. Rồi sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu cầu nguyện rồi suy niệm lời Chúa rồi tham gia các hoạt động của giáo hội thì Chúng tôi mời quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy bày tỏ, hãy gặp gỡ Thiên Chúa qua cái hành vi sống yêu thương của mình. Và sống yêu thương đâu đâu phải ai xa lạ là những người thân yêu của chúng ta trong gia đình. Là những người mà chung quanh chúng ta. Và cái điều mà rất lạ đối với chúng ta mà nhiều khi chúng ta ngẫm lại chúng ta thấy mình rất là lạ. Mình sẵn sàng giúp đỡ những người ngoài rất nhiều. Đó. Thế nhưng mà những người trong nhà của mình Mình khó khăn lắm trong cái việc yêu thương Khó khăn lắm trong cái việc tha thứ Và đấy là cái điều mà chúng tôi mời gọi Quý ông bà và anh chị em Chúng ta hãy cố gắng khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa Nơi những người thân yêu của chúng ta Và một cái điểm thứ năm đó là Hãy sống tâm tình biết ơn Biết ơn mình biết ơn thì có nghĩa là mình ý thức được rằng những cái điều mình đang có mình nhận được, mình bí thức được rằng là tôi có được bây giờ là do những cái sự giúp đỡ của người khác. Nếu mà mình không biết ơn thì rất khó để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và để biết ơn thì chúng ta biết dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày, lạy Chúa con được mới mới thức dậy, đó. Con tạ ơn Chúa đã gìn giữ con qua một đêm bình an chẳng hạn. Một cái tâm tình cảm tạ mỗi ngày. Rồi có nhiều người họ tốt lành, họ còn viết ra trong cái nhật ký của họ. À hôm nay Chúa cho tôi điều này, rồi người này người kia đã giúp đỡ tôi, rồi tôi gặp gỡ Chúa nơi anh chị em mình, một cái thứ nhật ký của lòng biết ơn. Rồi qua cái việc biết ơn thì họ được mời gọi phục vụ người khác cái điều số 6 đó là tìm kiếm sự hướng dẫn của một linh mục hay là hướng dẫn tâm linh. Sống trong sự hiện diện nhiều khi là anh em linh mục và tu sĩ của chúng con đây, chúng con được mời gọi giúp cho giáo dân phân định để họ sống trước tôn nhan Thiên Chúa. Có những điều này điều kia thì mình có thể khi xưng tội mình cũng chia sẻ với cha giải tội, quý cha xứ, cha phó hoặc là các thầy đến giúp chẳng hạn mình chia sẻ với họ để họ có trong cái kinh nghiệm của mình. Đó, họ có thể giúp chúng ta biết phân định về sự hiện diện của Thiên Chúa. Và cuối cùng, đó là sống trong cái sự hiện diện của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta sống một cuộc sống nó đơn giản này. Đơn giản. Đơn giản để tập trung vào những cái điều quan trọng. Mình khám phá xem là trong đời sống mình cái gì nó quan trọng cái điều này mà những người cao niên ở bên Hoa Kỳ này và không chỉ bên Hoa Kỳ này mà ở tất cả mọi nơi, nhiều khi chúng ta không có dành thời gian trong cái đời sống cầu nguyện và mình tập trung vào xem cái gì nó là quan trọng đối với mình, để rồi mình không có vơ cái cái này vơ cái kia, đó. vơ tiền bạc vơ sắc đẹp vơ sức khỏe vơ những cái mối tương quan vơ những cái lời khen chê no. Sống trong tự hiện diện của Thiên Chúa, mình càng đơn giản bao nhiêu, mình càng xác định cái con đường mình bao nhiêu, thì chúng ta cùng dễ dàng. Cũng như là trong cái tinh thần của Laudato, Laudato Si, một cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phan Cô, Ngài cũng mời gọi chúng ta sống hòa hợp với thiên nhiên. Đã. Ví dụ như một ngày nào đó, có một công viên gần nhà mình, mình ban ngày bắt đầu mình đánh xe, mình cứ phạc vào đó, phạc xe vào đó. Rồi mình đi quẩn quanh trong cái công viên để mình nghe tiếng chim hót, để mình nhìn thấy những bông hoa nó đang mọc trên trong những cái kẽ đá. Đó, tại vì bây giờ retire rồi mà nên thoải mái, có nhiều thời gian mà. Cho nên là cứ sống hòa hợp để mình trân trọng thiên nhiên thật kỳ diệu và ơn Chúa ban cho chúng ta thật lớn lao. Những cái điều như vậy nó làm cho cái tâm hồn của chúng ta nó thanh thản, nó nhẹ nhõm. Ước mong rằng là sau bảy cái điều gợi ý dĩ nhiên rằng là con không có tham vọng là mời gọi tất cả mọi người đều thi hành bảy điều nhưng mà cũng liệt kê ra đây để mỗi người chúng ta cố gắng để chúng ta cùng tìm cái cách sống trong sự hiện diện của thiên chúa thứ nhất là cầu nguyện thường xuyên thứ hai là suy niệm lời chúa thứ ba là tham gia các hoạt động tôn giáo thứ bốn là sống yêu thương thứ năm là biết ơn thứ sáu là có những đồng hành tâm linh và thứ bảy là sống đơn giản xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thân ái chào tạm biệt quý vị